Đang xin chào bạn. Sau đây đang giới thiệu các bạn máy câu cá Shimano Sendona 6000 và 8000. Máy Sendona 6000 này thì lại chuyên 4.5.1. Tải là 10 cân, trọng lượng là 425 g, 3+1 phòng bi. Tốc độ thu dây là một vòng quay là thu được 83 cm, sức chứa dây. Tay quay rất đẹp. Đấy, Malaysia sản xuất các bạn. Máy 6000. Tiếp đến máy Sendona 8000. Tỷ lệ truyền là 4.9.1. Tải kéo được kéo 11 cân. Trọng lượng là 615 g. Tỷ lệ vòng bi là 3+1 vòng bi, 4 vòng bi. Thu dây là 9.4 cm. Đây là chứa dây này bạn. Malaysia 8000. Máy này thì quay một chiều các bạn nhé, không có khóa. Máy Sendona này không có khóa, không có khóa hãm, quay được một chiều thôi, không quay được hai chiều. Tay quay vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn máy câu Sendona 8000. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.